Nhiên là trong cái trọng tâm ở đây là của đầu tư vào lĩnh vực phục vụ các cái khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì luôn luôn là một trong số những cái lĩnh vực rất là trọng tâm của VietinBank. Đặc biệt là trong câu chuyện từ năm 2017, năm 2018 thì thật ra câu chuyện nền kinh tế bây giờ động lực và cái số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ nắm rất là lớn, và trong những năm gần đây thì các từ khóa về cách mạng công nghiệp 4.0, về khởi nghiệp, về startup luôn luôn là những cái từ khóa được cộng đồng tìm kiếm nhiều nhất ở trên thị trường. Vì vậy để đồng hành với cả doanh nghiệp khởi nghiệp thì VietinBank đưa ra rất là nhiều các cái chương trình. Ở đây tôi cũng xin thay mặt VietinBank SME đưa ra những vắn tắt những cái nội dung và những cái điểm nhấn trong cái việc triển khai các chương trình đó. Thứ nhất thì VietinBank từ năm 2017 đã có một cái chương trình tài trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Quy mô thì nó có thể thay đổi từng thời kỳ, tuy nhiên trong năm 2018 thì quy mô xác định là 3.000 tỷ. Tuy nhiên thì tôi nghĩ cái con số quy mô nó không phải là cái vấn đề cốt yếu ở đây. Vấn đề cốt yếu ở đây vẫn là cái câu chuyện là làm sao mà khơi thông được dòng vốn đó và đưa ra cái định hướng tập trung vào từng thị trường. Thế thì câu chuyện năm 2017 thì thực sự là dòng vốn đầu tư từ ngân hàng đến cộng đồng khởi nghiệp nó chưa thực sự là thông suốt. Vậy thì 2018 VietinBank làm một cái công việc đấy là định hướng tập trung vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra là các cái nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung cũng như là các doanh nghiệp khởi nghiệp mà đầu tư vào trong bốn cái ngành công nghiệp trọng yếu và ngành công nghiệp hỗ trợ cộng với cả bảy cái nhóm ngành dịch vụ mà thành phố Hồ Chí Minh đang xác định là trọng tâm, thì luôn luôn có một cái chương trình là tập trung dành cho địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là cái địa bàn mà năng động nhất cũng như là cộng đồng khởi nghiệp ở đó là giàu sức sống và khả năng gọi vốn cũng như là khả năng chống chọi với các cái cơn sóng của nền kinh tế, thì cộng đồng doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và khởi nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn là tốt nhất. Đồng thời thì VietinBank hiện nay cũng đang tham dự vào trong cái chương trình FCV. Chắc các anh chị đều biết cái chương trình Fintech Challenge Việt Nam. Thế thì câu chuyện ở đây là tham gia vào trong chương trình đó thì VietinBank gần như là bao thầu luôn một vài các startup trong cái chương trình FCV đó. Tại sao gọi là bao thầu như thế này? Bởi vì là VietinBank sẽ đứng ra để nhận là hỗ trợ cũng như là sẽ push và xây dựng tạo cái môi trường làm việc cho các cái startup đó. Mục tiêu là để cho đến khi mà họ ra được sản phẩm, họ tồn tại ở trên thị trường và họ bán được sản phẩm thì thôi. Và đối với cả trong lĩnh vực nói riêng và lĩnh vực fintech thì VietinBank sẵn sàng là khách hàng của chính các startup đấy luôn. Đây là một trong số những cái nhiệm vụ mà một số công việc mà VietinBank hiện nay đang thực hiện trong cái chương trình Fintech Challenge Việt Nam thì hiện nay cũng đã vào đến cái vòng cuối. Và ngoài những cái đơn vị mà tham gia vào trong cái chương trình Fintech Challenge Việt Nam đấy ra thì cũng còn rất nhiều các cái fintech khác, các cái khởi nghiệp khác mà khi mà họ thấy là VietinBank xây dựng được một cái tech lab như vậy, tạo ra được cái môi trường cộng đồng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như vậy thì họ cũng rất là hào hứng và tiếp cận với cả VietinBank. Thì qua rất là nhiều kênh, qua kênh đối tác, qua kênh địa phương, thì cho qua tất cả các kênh đó thì VietinBank luôn luôn tiếp nhận thông tin và cùng làm việc với cả các cộng đồng khởi nghiệp. Bởi vì ngành ngân hàng thì đang đứng trước một cái cuộc cách mạng rất là lớn. Ngành ngân hàng đã đứng trước một cuộc cách mạng rất là lớn và nếu như mà không hợp tác với cả fintech thì các ngân hàng sẽ nhận nhiều thiệt thòi trong cái câu chuyện của cách mạng công nghiệp 4.0 này. Vì vậy thì tất cả những cái ý kiến, tất cả những cái ý tưởng sáng tạo hay là các cái startup đặt vấn đề làm việc với cả ngân hàng ấy, thì VietinBank mà tôi nghĩ là các ngân hàng khác cũng đều tương tự như vậy thì luôn luôn tiếp nhận và mở rộng cái cánh cửa ra, và các ngân hàng thì sẵn sàng làm đến ngoài cái việc mà hỗ trợ các công cụ cần thiết cho startup đó thì ngân hàng sẵn sàng là làm cái khách hàng cho các cái startup đó luôn. Ngoài ra thì VietinBank hiện nay cũng đang cung cấp một cái dịch vụ kết nối giữa nhà đầu tư với doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó thì ngân hàng đóng vai trò trung gian quản lý tài khoản đầu tư chuyên dùng để các nhà hỗ trợ các nhà đầu tư kiểm soát việc giải ngân. Thì câu chuyện này thì nó xuất phát từ một cái tình huống thực tế thì trước đây ấy, nếu mà cứ nói đến ngân hàng mà liên quan đến khởi nghiệp thì câu hỏi đầu tiên là bao giờ cũng nhắc đến là vốn, đúng không ạ? Chúng ta nói về vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và nhắc đến ngân hàng rất là nhiều qua cái câu chuyện này. Tuy nhiên thì để thành công trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp ấy, thì tôi nghĩ là tất cả các cái thành phần ở trong cái hệ sinh thái đấy đều phải năng động. Và ở đây là đứng ở góc độ chia sẻ ngày hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ một cái tình huống mà trong cái hoạt động hàng ngày của VietinBank SME để có một cái góc nhìn khác về cái câu chuyện là doanh nghiệp khởi nghiệp và các thành phần khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp cần làm cái gì để tăng cái sự năng động và tăng cái khả năng thành công ở trong cộng đồng khởi nghiệp.
Thế thì câu chuyện ở đây là tôi có được cái cơ hội được làm việc với cả một bạn trẻ. Bạn ấy rất là trẻ. Và ở đây là bạn ấy có một cơ hội rất là lớn khi mà tham gia vào chương trình Shark Tank Việt Nam. Và bạn ấy gọi vốn thành công ở trong cái chương trình Shark Tank Việt Nam đó. Như vậy thì nếu như mà nhìn về bề mặt thì ở đây là câu chuyện vốn đã được xử lý xong, đúng không ạ? Bởi vì tham gia vào một cái show truyền hình thực tế với cái sự chứng kiến của hàng triệu khán giả ở Việt Nam, cộng với cả một cái chương trình đang được rating rất là cao như vậy mà có một cái lời cam kết đầu tư, vậy thì câu chuyện lẽ ra là về vốn là bạn ấy không phải lăn tăn gì nữa. Tuy nhiên thì câu chuyện nó không dừng ở đấy. Thế thì ở đây là cái hoạt động kinh doanh của bạn startup này thì bạn ấy xuất phát từ hộ gia đình. Xuất phát từ hộ gia đình và ở thời điểm gọi vốn thành công ấy thì bạn startup đó chưa biết phải thành lập doanh nghiệp như thế nào. Và bạn ấy cũng chưa hiểu gì về báo cáo tài chính và đặc biệt là vấn đề hồ sơ pháp lý, bạn rất là mơ hồ, bạn ấy không hiểu gì hết cả. Thế thì câu hỏi đầu tiên mà bạn ấy hỏi tôi ấy là bạn ấy hỏi là: anh ơi, các Shark bây giờ đã cam kết xuất vốn cho em rồi thì đương nhiên là các Shark phải đổ tiền cho em, đúng không ạ? Câu chuyện này tôi xin chia sẻ ở đây rất là gần gũi với thực tế, bởi vì trong hội trường của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều các bạn sinh viên đến từ các trường đại học hoặc là từ các địa phương là những người mà đang rất là nồng nhiệt về cái tinh thần khởi nghiệp cũng như có rất nhiều ý tưởng khởi nghiệp ở trong đầu mình. Để các bạn thấy là từ cái câu chuyện có ý tưởng, gọi vốn thành công cho đến khi mà run được thì nó có một khoảng cách xa như thế nào. Thế thì rõ ràng là câu hỏi của bạn ấy quay lại cái câu hỏi là các Shark đã cam kết đầu tư cho em rồi thì các Shark phải rót tiền, đúng không ạ? Nó hoàn toàn là một câu hỏi hết sức là vô tư. Một câu hỏi hết sức là vô tư và chính đáng, đúng không ạ? Tham gia một chương trình thực tế trước hàng triệu khán giả như vậy mà đã cam kết rồi thì không lẽ gì là lại không đầu tư. Thế là tôi đã phải dành khá là nhiều các cái buổi làm việc và nhất là các ngày cuối tuần để nói chuyện với cả bạn ấy, để chia sẻ với bạn ấy là để mà các Shark mà xuống tiền ấy thì em cần phải show ra cái business plan của em như thế nào, chứ không chỉ là một cái ý tưởng, cái kế hoạch sử dụng cái tiền đầu tư của các Shark ra làm sao, thì tất cả mọi thứ đi kèm sau đó thì các Shark mới có thể yên tâm xuống tiền cho em được. Và đồng thời tôi cũng đưa ra cho bạn ấy một con số là đến 75% các cái deal của trên Shark Tank ở Mỹ thì đều thất bại khi mà đi vào đàm phán chi tiết, khi mà đi vào deal và làm due diligence khác nhau rất là nhiều. Đó. Vậy thì đến lúc đó thì bạn ấy mới ngỡ ngàng ra, bạn ấy ngồi bảo vâng, thế thì em sẽ ngồi em lập làm business plan rồi lập làm kế hoạch sử dụng vốn của các anh Shark là như thế nào. Một tuần sau đó, bạn ấy lại gặp phải một cái nỗi sợ hãi khác. Bạn ấy gọi điện cho tôi rất là thẳng thốt, bạn ấy bảo là: anh ơi, bây giờ trợ lý của Shark Tank đó với cả bên pháp lý, với cả bên kinh doanh, các anh ấy đưa ra rất là nhiều các cái điều kiện khác nhau và yêu cầu bọn em phải làm thì các anh ấy mới xuống vốn. Trong đó có một điều kiện mà chắc chắn lại không bao giờ em làm được. Đấy là các anh ấy yêu cầu, con số ở đây chỉ có tính tượng trưng thôi ạ. Các anh ấy yêu cầu là em phải chứng minh là em có 10 tỷ ở trong tài khoản ngân hàng thì các anh ấy mới xuống tiền đầu tư. Đó. Thế quay lại câu chuyện là gì? Quay lại câu chuyện, tôi cũng chia sẻ với bạn ấy là rõ ràng là tại sao mà các anh ấy nói 10 tỷ, bởi vì deal của các anh ấy chào là 5 tỷ tương đương với cả 33% doanh nghiệp của bạn. Vậy thì chia ngược lại là một phép tính đơn giản là cái giá trị doanh nghiệp của bạn phải là 15 tỷ thì các anh ấy mới đầu tư vào 5 tỷ chứ, đúng không? Thế bây giờ làm cái gì để chứng minh ra cái 10 tỷ đấy? Thì bạn ấy bảo là doanh nghiệp của em là hộ gia đình, em sản xuất trong cái kho của cái gia đình em và máy móc thiết bị của em chỉ có vài trăm triệu thôi. Em không hiểu là tại sao các anh ấy đánh giá lên được em và lên đến 15 tỷ. Đấy, chính bạn ấy còn không hiểu thì làm sao mà có thể thuyết phục được các Shark Tank là người ta đồng ý với cả cái mức giá trị doanh nghiệp quy mô như vậy để có thể xuống tiền. Đó. Đến 3 ngày sau đó thì bạn ấy lại thẳng thốt một lần nữa. Bạn ấy bảo là: anh ơi, em có nên gọi điện thẳng cho các Shark không ạ? Bởi vì em thấy làm việc qua trợ lý hay là qua pháp lý hay là qua kinh tế bên kinh doanh của các Shark đấy thì phức tạp quá, nhiều điều kiện loằng ngoằng quá. Và đương nhiên là một câu trả lời rất là rõ ràng là phải làm việc thẳng với cả các Shark, bởi vì các Shark mới là người đầu tư, chứ còn bộ phận trợ lý, bộ phận kinh doanh, bộ phận pháp lý thì người ta chỉ tư duy cái deal này như là một thương vụ kinh doanh thông thường chứ không phải là đầu tư mạo hiểm. Đó. Thì đấy là những cái 1, 2, 3 câu hỏi ở đằng sau. Và trong cái lần gần nói chuyện gần nhất ấy thì tôi cũng chia sẻ với bạn ấy về cái thực tế là tôi mới hỏi bạn ấy là sau khi mà lên sóng ấy thì tình hình kinh doanh của bạn như thế nào. Bạn bảo: tốt lắm anh ạ,
và doanh số thì gần như là ngay lập tức là tăng gấp đôi. Và nếu như mà theo cái tiến độ như thế này trong năm 2018 thì bạn ấy sẽ tăng được doanh số gấp 4. Và trong bất cứ một cuộc điện thoại nào nói chuyện giữa hai anh em với nhau thì bạn ấy luôn luôn bảo là: anh ơi, em xin phép là để em nghe điện thoại đặt hàng một cái. Một phút sau thì em sẽ gọi điện lại cho anh. Gần như có điện thoại nào cũng vậy. Thế thì tôi mới khuyên bạn em một lời khuyên rất là chân thành, là nên dành một cái khoảng thời gian tương xứng cho cái việc là tăng gấp 4 cái doanh số lên. Chứ còn nếu như mà toàn bộ phần lớn thời gian là bạn ấy dành cho cái việc là chạy theo cái deal đầu tư của Shark Tank ấy, mà bạn bỏ qua cái cơ hội nhân 4 doanh số kinh doanh ấy, thì đấy lại có khi lại là một thất bại. Đó. Và đến thời điểm bây giờ khi mà tôi cập nhật thông tin lại thì tôi được biết là bạn ấy đã mở cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh, mở cơ sở ở Huế, và đi kèm với đó là bạn ấy đang đi vào cái vòng đàm phán để ký cái due diligence với cả Shark. Có nghĩa là kể từ ngày mà bạn ấy lên sóng cho đến bây giờ có khi nó là gần nửa năm rồi. Đấy, nhưng mà cái giá trị mà bạn ấy đạt được đấy là bạn ấy mở rộng được mạng lưới ra cả ba miền của đất nước. Bạn ấy có cơ hội nhìn thấy trước mắt là tăng gấp 4 doanh số, trong khi cái câu chuyện vốn là vẫn chưa đến đâu hết cả. Vẫn chỉ đang là đàm phán và ký kết và làm cái due diligence thôi. Như vậy đấy là một câu chuyện thực tế, thì có thể thấy ở đây là vấn đề vốn dường như lại không phải là cái gánh nặng quá lớn đối với cả các doanh nghiệp, các startup bây giờ. Nếu như mà các startup có được một cái ý tưởng kinh doanh tốt, cho là một ý tưởng kinh doanh xuất sắc đi, các bạn ấy được thêm về cái khả năng về pháp lý, về tình hình kinh doanh, cũng như là về kế toán, thì với ba điều kiện như thế tôi nghĩ là không chỉ ngân hàng mà tất cả các cái thành phần khác, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư mạo hiểm hay là các cái tổ chức hỗ trợ tăng tốc không khởi nghiệp thì đều muốn rót tiền đầu tư cho các startup đấy. Đó, thì đấy là những cái mà ở góc độ một cán bộ ngân hàng chúng tôi có thể cung cấp cho tất cả các cái startup, các cái ý kiến, các cái ý tưởng, các cái sự hỗ trợ đó. Và những cái đó dường như là tôi nghĩ là nó còn giá trị không kém so với cả cái việc là rót một cái khoản đầu tư một vài tỷ vào trong cái startup của doanh nghiệp đó. Vâng, xin cảm ơn các anh chị ạ.